Ca sĩ Ngọc Hải, em trai của danh ca Ngọc Sơn, có học vị tiến sĩ, được bổ nhiệm làm trưởng khoa du lịch của một trường đại học. Ca sĩ Ngọc Hải được biết đến là em ruột của danh ca Ngọc Sơn. Sau khi từ bỏ ca hát, anh trở thành một tỷ phú có học vị tiến sĩ. Mới đây, trường đại học Bà Rịa Vũng Tàu công bố quyết định bổ nhiệm tiến sĩ Phạm Ngọc Hải, tức ca sĩ Ngọc Hải, làm trưởng khoa du lịch, sức khỏe. Việc bổ nhiệm trưởng khoa là doanh nhân có trình độ chuyên môn cao, có uy tín, kinh nghiệm thực tế, thể hiện sự quan tâm đặc biệt đến sinh viên, đến chất lượng đầu ra. Website trường thông tin. Sau khi em trai được nhận chức, ca sĩ Ngọc Sơn hãnh diện về vai trò mới của em trai. Nam danh ca luôn tự hào về cha mẹ là nhà giáo. Cha anh là nguyên hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam tại Hà Nội. Mẹ anh là nguyên hiệu trưởng trường phổ thông cơ sở Bạc Liêu. Với truyền thống gia đình, tôi vui và tự hào khi em trai Ngọc Hải được bổ nhiệm trưởng khoa tại trường Đại học Bà Rịa Vũng Tàu. Cảm ơn quý lãnh đạo nhà trường đã ưu ái, tin tưởng, giao trọng trách cho Hải. Tôi tin với tài năng của mình, Hải sẽ không phụ niềm tin của lãnh đạo trường và gặt hái nhiều thành công hơn nữa trong tương lai. Anh nói, với Ngọc Sơn, Ngọc Hải là người em trai rất hiếu thảo và lễ phép, luôn sống chan hòa, chịu khó học hỏi và cống hiến. Ngọc Hải là em trai của danh ca Ngọc Sơn, từng là giọng ca trẻ sáng giá của thập niên 1990. Trong ba anh em ca sĩ, Ngọc Hải được đánh giá điển trai hơn anh Ngọc Sơn và em Ngọc Hà. Ngọc Hải là một trong những nghệ sĩ nổi bật của các sản phẩm âm nhạc mang tên Mưa Bụi và của cả dòng nhạc trữ tình này. Ngoài ra, anh còn gây chú ý vì là em trai ruột của danh ca Ngọc Sơn. Mặc dù gặp thời với âm nhạc, nhưng ca sĩ Ngọc Hải lại không gắn bó với con đường nghệ thuật. Từ đầu, xuất phát điểm của anh là một sinh viên trường kỹ thuật. Sau đó, anh học thêm nghề làm thợ bạc với ý định mở tiệm kinh doanh. Một thời gian, anh mở công ty giải trí, nhà máy xuất khẩu trái cây. Anh cứ vừa kinh doanh vừa đi hát trong suốt 10 năm. Đến năm 2003, Ngọc Hải quyết định dừng ca hát. Anh tập trung vào phát triển công ty bất động sản và nội thất. Ngọc Hải hiện được coi là đại gia thứ thiệt, sở hữu khối tài sản lên tới hàng trăm tỷ đồng. Là người ham học, năm 2007, nam ca sĩ quyết định theo học tại Đại học Quản trị Paris, lấy bằng thạc sĩ rồi tiến sĩ. Anh được bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bà Rịa Vũng Tàu. Sau 20 năm giải nghệ, ca sĩ Ngọc Hải là doanh nhân thành đạt. Anh có một gia đình viên mãn, hạnh phúc với vợ và con trai.